Xin chào các bạn. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, Hồng Minh muốn gửi đến ca khúc Ước mơ của mẹ. Và Hồng Minh đã phổ thêm 3 thứ tiếng nữa, tổng là 4 thứ tiếng: Anh, Trung, Hàn và Việt. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. I asked my mom what was her dream. It's been so long, no one's asked her about this. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Giáo sư hậu thả mắng chàng tràng ta hậu. Ông bà chân xe kể rên nhau hẹn ngài khô xa. Khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mom gradually forgot what her dreams were. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài miền sơ chia tiêu khô u linh, her mama ta sơ chia chú sơ hoa. And my mom's worth is my happiness, our family. Chúc 你们三八妇女节快乐，希望你们有一个幸福充实的一天，充满欢笑。행복한여성의날을기원합니다 To all the incredible women, thank you for your strength, reunions, and contributions. Happy International Women's Day. 祝 mừng ngày quốc tế phụ nữ.